Già rồi, sức đâu mà lo nữa. Con cái quan trọng nhưng không phải là tất cả cuộc đời. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, cha mẹ Việt Nam từ xưa đến nay luôn mặc định rằng con cái chính là người quan trọng nhất, là tài sản lớn nhất cuộc đời của mình, đúng không nào? Điều này có lẽ chẳng còn gì phải bàn cãi nữa rồi quý vị ạ. Thế nhưng, điều mà Ngẫm Sự Đời đang muốn nói đến ở đây, đó là cách chúng ta đối xử, bao bọc con cái của mình ra sao. Vừa là để con có thể trưởng thành, vừa là để bản thân cha mẹ có những năm tháng tuổi già an yên nhất, thoải mái nhất nữa. Con cái của quý vị sau này sẽ có phần đời và hạnh phúc riêng của nó. Thương con là dạy con cách sống, cách đối nhân, xử thế ở đời, để sau này khi rời xa bạn, chúng vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình, chứ không phải làm nô lệ suốt đời cho chúng. Khi qua tuổi 60, quý vị sẽ không còn nhiều thời gian và cơ hội ở phía trước. Bởi vậy, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa nhất có thể. Vậy, sống như thế nào trong những năm tháng cuối đời của mình? Có lẽ là điều mà nhiều quý vị đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời quan tâm, đúng không ạ? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe. Điều đầu tiên mà Ngẫm Sự Đời nghĩ đó là quý vị hãy ăn những thứ mà mình thích, rồi đi đến những nơi quý vị muốn đi, cho đi những gì quý vị có thể và đừng quan tâm đến việc nhận lại. Cha mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để vất vả, hy sinh cho con cái. Đến tuổi xế chiều, hãy biết yêu thương và quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Đừng cứ suốt ngày nghĩ mình phải thắt dây buộc bụng từng đồng tiền để sau này còn có tài sản mà chia cho các con, các cháu. Quý vị ạ, ai rồi cũng già và trở về cát bụi. Vậy thì còn lo gì tới kẻ khen, kẻ chê. Đừng lo lắng quá nhiều đến mối quan hệ với con cái. Bởi lẽ chúng có số phận riêng của chúng và chúng chắc chắn sẽ tìm được hướng đi riêng của mình trong cuộc đời. Khi con cái trưởng thành, quý vị cũng sẽ già đi. Hãy giữ quan hệ với con cái ở mức chừng mực, yêu thương và giúp đỡ khi cần thiết. Nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải mà quý vị đã dành dụm cho chúng. Đừng cố thêm. Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghỉ hưu và bằng lòng với những gì mà mình đã kiếm được quý vị ạ. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Đa phần chúng đều yêu quý bố mẹ, nhưng đôi khi chúng quá bận với công việc và những cuộc vui ngoài thế giới bên kia. Càng lớn tuổi, quý vị lại càng phải tự biết lo cho mình, không được cứ mãi trông chờ vào con cháu. Vì thế, sau tuổi 50-60, bạn không cần phí sức. Đừng vì để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ. Tiền không bao giờ là đủ, duy chỉ biết đủ mới thực sự an nhiên, tự tại. Sau tất cả, chỉ cần tâm hồn vui vẻ, hạnh phúc là được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đúng không quý vị? Mỗi gia đình lại là một hoàn cảnh khác nhau, bất luận là ở chế độ xã hội nào. Nhưng quý vị nhớ là đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính. Đừng quan điểm đến việc ai có nhiều của cải hơn hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất. Thay vào đó, quý vị hãy đi chơi nhiều hơn, đến cả những nơi mà quý vị chưa có dịp đi lúc còn trẻ. Nếu có điều kiện, quý vị nên đi du lịch nước ngoài. Hãy đi và khám phá nhiều hơn, chứ đừng quanh quẩn đến thời gian trôi. Những suy nghĩ, phiền não chẳng giúp gì cho quý vị, mà ngược lại còn làm cho trạng thái tinh thần không tốt, từ đó còn dẫn đến bệnh tật. Hãy tạo cho mình một tinh thần thoải mái và hãy xác định xem điều gì khiến bạn hạnh phúc. Mong quý vị hãy luôn nhớ rằng một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày vô nghĩa. Một ngày có dù chỉ một vài phút vui vẻ là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan thì chữa khỏi bệnh tật nhanh chóng, nhưng một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa. Hãy giữ cho bản thân mình một trạng thái tinh thần tốt nhất quý vị ạ. hãy di chuyển ra ngoài thường xuyên, đi dưới nắng mặt trời, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất. Và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm 30 đến 40 năm với thể lực và sức khỏe dồi dào. Sức khỏe là điều quan trọng nhất nếu bạn vẫn còn muốn mình sống có ích. Hãy bằng lòng với những gì mà quý vị đang có và những người ở xung quanh mình. Và đừng quên bạn bè, họ chính là sự giàu có của cuộc đời quý vị. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài. Bạn bè chính là sự giàu có của tuổi già. Đến một độ tuổi nào đó trong đời, rồi quý vị sẽ nhận ra, con cái không phải là tất cả. Hãy sống cho mình nhiều hơn. Hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại. Hãy tha thứ chứ đừng trách cứ. Hãy nghĩ cho người khác nhiều hơn chứ đừng cứ mãi ích kỷ so đo. Chúc quý vị sẽ có cuộc sống về già thật hạnh phúc. Quý vị thân mến, khi cuộc sống con người càng phát triển thì mục tiêu cuộc sống của chúng ta càng cao. Kéo theo đó, mức độ hài lòng với cuộc sống cũng giảm. Dù tuổi trẻ của quý vị có ảm đạm hay rực rỡ đến mức độ nào thì nó cũng trôi đi rất nhanh. Việc mọi người cần làm là đạt được mục tiêu cuộc sống trước một độ tuổi nhất định. Ở từng độ tuổi sẽ có những mục tiêu khác nhau. Khi còn trẻ, có người sẽ chọn chạy theo thú vui, đam mê. Có người thì chọn theo những mục tiêu, ước mơ. Nhưng đến một mức tuổi nhất định thì không còn là thời gian để phấn đấu, mà chính là lúc nhìn đến thành quả để biết được cuộc sống sau này. Nếu sau 50 tuổi mà quý vị có thể nắm trong tay những điều này, thì chắc chắn cuộc đời còn lại của quý vị sẽ càng may mắn và viên mãn. Vậy đó là những thứ gì? Quý vị đã nắm chắc được bao nhiêu thứ rồi? Hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé! Thứ nhất, đó là đời sống tinh thần lạc quan. Quý vị biết không, đời sống cảm xúc chính là bộ máy vận hành tư duy và lý trí của con người. Cảm xúc chính là đôi mắt cảm nhận sự vật trước tiên của con người. Đời sống cảm xúc tốt thì cuộc sống cũng sẽ tốt. Cứ quan sát kỹ, quý vị sẽ thấy những người luôn giữ được một tâm trạng tốt là những người có sự tôi luyện về cảm xúc, vững chắc về lập trường sống. Một khi quý vị có tâm trạng tốt lúc tuổi già, thì chắc chắn quý vị sẽ luôn cảm thấy thư thái, bình tĩnh làm việc sáng suốt. Tâm trạng tốt chính là liều thuốc kích thích tốt nhất giúp chúng ta tự vượt qua khó khăn. Ngược lại, những người không có khả năng kiểm soát cảm xúc thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bởi cảm xúc tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe, mà còn khiến công việc, các mối quan hệ của chúng ta ngày càng rối ren, áp lực. Thế giới vốn phức tạp, không phải tất cả mọi thứ đều đúng. Điều thực sự khiến chúng ta cảm thấy dịu dàng là trạng thái tâm hồn của chính chúng ta. Nếu quý vị luôn cáu kỉnh, thế giới sẽ bạo lực. Nếu quý vị ổn định, thế giới sẽ dịu dàng. Nhà thơ La Mã cổ đại Ovid đã nói, không có hạnh phúc thuần khiết sẽ luôn có những rắc rối xen lẫn trong hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy chúng ta không cần phải tưởng tượng ra những tương lai xa xôi và khó đoán đó. Hãy thu dọn tâm trạng trước khi ra ngoài và đối mặt với ngày đẹp trời bằng thái độ tích cực nhất quý vị nhé. Điều thứ hai, sức khỏe tốt. Chắc điều này thì ngẫm sự đời không cần nhắc nhở nhiều nữa rồi quý vị nhỉ. Đối với tất cả chúng ta, sức khỏe quý hơn vàng, đặc biệt là người trung niên, người già thì sức khỏe là tất cả. Bởi những người có tuổi, cả cuộc đời họ vất vả để kiếm sống. Đến cách tuổi 50, thường họ muốn được hưởng thụ và biết chăm sóc bản thân hơn. Nếu không có sức khỏe, họ không chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi khó chịu mà còn là gánh nặng cho con cái. Có câu chuyện thế này, bà Trần là một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Khi còn trẻ, bà rất ít để ý đến việc chăm sóc bản thân, đi làm quên ăn đúng giờ, hiếm khi tập thể dục và không thường xuyên đến bệnh viện khám sức khỏe. Do chế độ ăn uống không điều độ nên cân nặng của bà Trần ngày một tăng. Nhiều lần bà phải nhập viện vì cao huyết áp. Mặc dù có hai cậu con trai vô cùng hiếu thảo đưa đi bệnh viện chữa trị, nhưng việc chăm sóc bệnh nhân trong khi ngày ngày vẫn phải làm việc rất vất vả. Ngay cả những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất đôi khi cũng có thể thiếu kiên nhẫn, chưa kể chúng còn có gia đình phải chăm sóc. Một lần bà Trần tình cờ nghe được lời phàn nàn của con trai cả rằng vì chăm sóc bà nên anh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, không có thời gian chăm sóc con cái như trước. Kể từ đó, bà Trần bắt đầu rèn luyện sức khỏe. Trong nửa năm, cân nặng của bà Trần bắt đầu giảm xuống, làn da của bà ngày càng tốt hơn, huyết áp cũng được kiểm soát tốt. Đến nay, bà hiếm khi bị ốm. Từ đó, con cái bà không còn phải vất vả chăm sóc mẹ ốm nữa. Thay vào đó, các con có thời gian cho công việc, chăm sóc gia đình và đưa các cháu đến chơi với bà thường xuyên hơn. Một điều nữa, Ngẫm Sự Đời muốn nhấn mạnh với quý vị là đừng đợi khi về già mới bắt đầu lo lắng cho sức khỏe, bởi bảo vệ sức khỏe là cả một hành trình dài, quý vị ạ. Tục ngữ có câu, trước giường của người mắc bệnh lâu ngày không có con cái hiếu thuận, trong nhà của người nghèo kinh niên không có vợ hiền. Đối với những người đã có tuổi, chỉ cần mắc bệnh lâu ngày là có thể cảm nhận ngay được sự ấm lạnh của con người. Vì thế nên khi đã bước vào tuổi trung niên, khi sức khỏe đã có phần giảm sút so với thời trẻ trung, quý vị nhất định phải nhớ duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Con người khi đến tuổi trung niên, công việc thường đắc ổn định. Dù ở cương vị nào, quý vị cũng nên học cách gìn giữ, trân trọng những gì đã có, biết đủ, tránh giao du không cần thiết. Quý vị thử nghĩ mà xem, một người dù giàu sang phú quý đến đâu, nhưng nếu sức khỏe sa sút, bệnh tật liên miên, thì tất cả cũng chỉ là hư không mà thôi. Thế nên, nếu là người có tầm nhìn xa, đều biết phòng trước tính sau, chuẩn bị trước cho cuộc sống trong tương lai. Có như vậy, khi cuộc sống trong tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đều có thể dễ dàng giải quyết, quý vị ạ. Điều thứ ba, có một khoản tiền gửi nhất định. Bất kể tuổi nào, chúng ta cũng nên có những phương án dự phòng cho bản thân, đặc biệt là người có tuổi. Có một khoản tiền dưỡng tuổi già là điều rất cần thiết, bởi như vậy quý vị sẽ có thể chủ động lo được cho mình mà không cần nhờ đến con cái hoặc người thân. Bà Từ năm nay 60 tuổi, chỉ có một con trai duy nhất và đã lập gia đình. Cô con dâu cảm thấy không được tự do khi sống chung với người lớn tuổi nên đã dọn ra ngoài ở riêng sau khi kết hôn. Bà Từ cũng không bực bội vì bà đã có tiền tiết kiệm của riêng mình. 2 năm đầu mắt bà không nhìn rõ, sau này phải mổ tốn rất nhiều tiền. Nhưng bà không để con trai và con dâu lo vì bà tự có thể trang trải và không muốn tạo gánh nặng cho họ. Trong thời gian nằm viện, con dâu cũng nghỉ để chăm sóc. Đối với bà Từ, đây là chữ hiếu lớn nhất của họ. Bà Từ cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Quý vị thấy đấy, thực tế về già, tất cả mọi người đều nên có một số tiền tiết kiệm trong tay. Chỉ những người độc lập về tài chính thì về già mới thoải mái hưởng thụ cuộc sống lúc về hưu, nhận được chăm sóc xứng đáng, cuộc sống mới không phải cô đơn, khổ sở. Càng là người biết nhìn xa trông rộng, lại càng có tầm nhìn bao quát, sâu rộng hơn. Thứ họ muốn không chỉ là cuộc sống yên ổn, đủ đầy ở hiện tại, mà cả sau này cũng vậy. Trong xã hội hiện nay, dưỡng lão là một vấn đề lớn. Người già không thể sống dựa dẫm vào con cái như trước đây. Vì thế nên dù thế nào, mỗi người cũng nên thực hành tiết kiệm, chuẩn bị sẵn đường lui để không đẩy mình vào tình huống bế tắc. Sau 50 tuổi, quý vị sẽ thấy rất rõ sự khác biệt trong cuộc sống giữa người có tiền và người không có tiền đấy, quý vị ạ. Điều thứ tư, gia đình hòa thuận. Nếu được hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, Ngẫm Sự Đời sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời. Gia đình chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Vợ chồng đôi lúc không thể tránh khỏi những va vấp, có khi không hòa hợp. Thậm chí nhiều lần tưởng chừng sẽ buông tay. Nhưng sau 60 tuổi, quý vị sẽ thấy hạnh phúc khi có người bên cạnh mình, đồng hành cùng mình. Chỉ khi có tình cảm sâu sắc và hiểu nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống sau này. Thế nên quý vị ơi, gia đình hòa thuận chính là động lực của con cái trong cuộc sống sau này. Khi chúng mệt mỏi, về nhà là nơi bình yên. Cha mẹ hòa thuận sẽ hình thành cho con cái tính cách ôn hòa, tích cực. Khi đó các thành viên sẽ chân thành quan tâm, chăm sóc nhau. Đừng vì sự hiếu thắng, cái tôi quá lớn của bản thân mà bỏ qua hết những điều ý nghĩa trong cuộc đời mình, quý vị nhé. Điều thứ 5, tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm mà sống. Về già, thời gian sống cũng đã giảm đi rất nhiều rồi. Lúc này nếu quý vị vẫn còn mải mê chạy theo những thứ phù phiếm, thậm chí tranh giành với người khác cho bằng được, thì liệu có đáng không? Có người nói, làm người mà không bình tĩnh sẽ mất đi tất cả. Làm người nếu như có thể giữ được bình tĩnh, vạn sự đều sẽ thành công. Mỗi người khi còn trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết, đều muốn đạt được những thành tựu to lớn. Cũng chính vì cuộc sống thường ngày vô cùng bận rộn, gió đến mưa đi, khiến cho cuộc sống trở nên vội vàng, không còn lúc nào tĩnh tâm để cảm nhận cái đẹp của cuộc sống nữa rồi, quý vị ạ. Thế nên quý vị ơi, khi bước sang tuổi trung niên, con người nên học cách sống tĩnh tâm. Vì tĩnh tâm không những có thể tu thân dưỡng tính, mà nó còn có thể sản sinh ra trí tuệ. Quý vị lúc này hãy ngâm một bình trà ngon, đọc một quyển sách hay, nghe một bài nhạc vui, cảm nhận sự tốt đẹp và cách tính của cuộc sống, điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng trạng thái tâm lý của bản thân sẽ được thả lỏng hơn, cuộc sống cũng sẽ theo đó mà mênh mông rộng lớn hơn. Điều thứ 6, phân biệt rõ ràng bạn tốt và bạn xấu. Quý vị ơi, tuổi nào chúng ta cũng cần có bạn. Điều đó đúng đấy quý vị ạ. Nhưng nhớ là đó phải là những người bạn tuyệt vời, những người bạn chất lượng. Đừng chỉ là những người bạn tìm đến nhau để cho vui mà thôi. Con người khi đến tuổi trung niên đều đã trải qua sóng to gió lớn trong cuộc đời, đã rèn luyện được một đôi mắt tinh tường, có thể phân biệt rõ lòng người và dạ sói. Ở tuổi này, con người cũng đã biết nhìn thấu người và thực tế, từ đó biết qua lại với bạn tốt nhiều hơn, đồng thời biết giữ khoảng cách với những người bạn xấu. Trong cuộc sống, sẽ có một số người luôn đối xử thật lòng với quý vị. Bạn bè như vậy có thể nắm tay nhau, cùng nhau bước đi và cùng nhau đối mặt với cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống. Nhất định quý vị phải trân trọng những người bạn này, giữ họ bên mình, quý vị nhé. Nhưng cũng có một số người, họ sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta vì muốn nhận được thứ gọi là lợi ích mà không hề có một chút thật lòng nào. Với người như vậy, tốt nhất là quý vị nên ít tiếp xúc hoặc tránh xa, như thế mới có thể giúp cho cuộc sống của bản thân không bị quấy rầy, cũng giúp cho ngày tháng về sau không gặp phải tai họa. Chỉ có phân rõ thiện ác của lòng người mới có thể đón nhận một cuộc sống hạnh phúc hơn thôi, quý vị nhé. Và cuối cùng, đừng hấp tấp vội vàng. Về già, sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, rút ra cho mình được bao nhiêu bài học rồi, thì quý vị nên cẩn thận, chậm rãi hơn những người trẻ khác, quý vị ạ. Người cao tuổi khi đi ngoài đường, đừng cố hấp tấp nắm bắt cơ hội. Đặc biệt, một số quy tắc và quy định phải được tuân thủ. Nhớ nhìn đèn giao thông khi sang đường, thay đợi 10 phút còn hơn chộp lấy 1 phút. Đừng nghĩ rằng thỉnh thoảng vượt đèn đỏ là ổn. Đừng đến gần một chiếc xe đang chạy nhanh và cảm thấy rằng chiếc xe đó sợ đâm vào bạn. Ai có thể đảm bảo rằng hiện tượng hỏng phanh sẽ không xảy ra? Quý vị đừng tin vào lời quảng cáo của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bạn nghĩ rằng chúng rất hữu ích. Thảo luận thêm với con cái, bạn bè, phòng khi gặp rắc rối, cẩn trọng trong việc mua bán để tránh bị lừa. Đừng dại dột mà có tâm lý bồng bột, nghĩ rằng khi về già, người khác sẽ không lừa dối mình. Trên đời này, có người tốt với người, cũng có người tính toán thiệt hơn với người. Mọi thứ cứ từ từ, như thế cuộc sống mới an yên, thoải mái, quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này quả thực có những người đã bước sang tuổi trung niên, nhưng dường như họ vẫn trẻ mãi không già. Như thể mọi sóng gió của cuộc đời và dấu ấn của thời gian đã bỏ quên mất họ vậy. Ở những con người ấy, từ khí chất đến thần thái đều toát lên sự trẻ trung yêu đời và thái độ sống tích cực. Thế nên nếu muốn được như họ, nhất định quý vị đừng bỏ qua những lời khuyên của Ngẫm Sự Đời, quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.